không không kệ nó, bây giờ không có nổi nó để họ tập trung thời gian nữa, gần còn mấy giờ nữa để cho họ quấn thôi. Một lỗi kỹ thuật đúng rồi anh. Một lỗi kỹ thuật. Im lặng. Anh nó quá mười ra ngoài nha. Thank you.
thấy đâu. Lại thì quên kịp cái này, một phút trọng, một phút vô tư.